Nhất là những thông tin thời sự quốc tế hay là những câu chuyện, những chia sẻ thú vị muôn phương. Dòng thông tin thời sự ngày mới tiếp tục với những thông tin, vấn đề và sự kiện được các báo trong nước quan tâm đăng tải phản ánh. Tâm điểm trên các trang báo hôm nay là thông tin về các hoạt động tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dù có nhiều nỗ lực, trong năm 2018 thì cả nước vẫn còn hơn 8.000 người tử vong. Ngoài ra còn có hàng chục ngàn người bị thương tật, vướng vòng tù tội liên quan đến tai nạn giao thông. Đáng bận tâm hơn cả là phần lớn vụ tai nạn do ý thức pháp luật và ý thức an toàn trong mỗi người. 110 năm qua, bình quân mỗi năm Việt Nam có gần 10.000 người chết vì tai nạn giao thông. Trong đó, đa số người bị tai nạn đang trong độ tuổi lao động, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Nguyên nhân trực tiếp chủ yếu gây ra tai nạn giao thông cụ thể do người tham gia giao thông gây ra chiếm 80%. Trong đó, gần 23% chạy quá tốc độ quy định, 14% tránh vượt sai quy định. Con số hơn 8.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2018 thực sự làm tôi ám ảnh. Tại Bà Rịa Vũng Tàu thì mỗi năm cũng có trên dưới 200 người không thể trở về sau tai nạn giao thông. Đó là còn chưa kể những gánh nặng không thể bù đắp được sau mỗi vụ tai nạn. Con mất cha, vợ mất chồng, anh em mất nhau. Kinh tế nhiều gia đình suy sụp, rơi vào khánh kiệt khi mà có người thân chẳng may bị chấn thương nặng, phải sống được thực vật. Vâng, chính vì điều đó mà mỗi khi lưu thông trên đường thì chúng ta luôn thấy phía trước xảy ra tai nạn hay thấy vết sơn trắng vẽ đậm trên đường, tức đã có tai nạn xảy ra. Rồi dần dà khi dấu vết kia mất đi, người ta lại lơ là, thiếu ý thức và tai nạn lại xảy đến. Người còn sống thì còn có thời gian để sám hối và sửa chữa sai lầm, chứ không thể trả lại sự sống hay là bù đắp đủ cho người đã thiệt mạng, đã thành tàn phế và mất đi sức lao động. Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông hàng năm sẽ thực sự ý nghĩa hơn khi mà mỗi người chúng ta cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông. Vì mình, vì gia đình, và đó là cũng vì mọi người. Chuyển sang một thông tin từ báo Vietnamnet. Việt Nam vừa sản xuất thành công hỏa thần diệt tăng RBG-29 và được đặt định danh trong nước là SCT-29. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển làm chủ công nghệ để sản xuất một số loại vũ khí chủ lực. Súng chống tăng RPG-29 do Liên Xô sản xuất và được sử dụng trong biên chế nước này từ năm 1989 cho tới nay. Việt Nam đã nhập số lượng lớn súng bên cạnh việc mua giấy phép để sản xuất trong nước. Ngoài việc tự sản xuất được súng thì chúng ta còn tự sản xuất được đạn và đặt định danh là DCT-7. Với sức mạnh vượt trội của loại đạn 2 tầng thuốc nổ, thì RPG-29 được coi là hỏa thần đáng sợ có thể phá hủy các loại xe tăng hiện đại, bao gồm cả M1A2 Abrams của Mỹ lẫn là T-90A của Nga. Súng khá phổ biến trên thế giới sử dụng đạn PG-29 có khả năng chọc thủng các vỏ xe composite bọc thép của mọi xe tăng, xe thiết giáp. Việc tự sản xuất được khẩu súng chống tăng này cho phép quân đội ta tự chủ được về mặt trang bị, sẵn sàng sản xuất ở quy mô lớn, số lượng nhiều ngay lập tức khi có yêu cầu. Vâng, sau chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước UAE đã giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng G và trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày mai 19 tháng 11. Vì thế vốn đã nóng lại càng nóng hơn bao giờ hết. Theo thông tin từ báo Thanh Niên thì vé chợ đen của trận Việt Nam và Thái Lan đang nóng lên từng ngày khi mà giá được đẩy lên với mức chóng mặt. Dù ở bất kỳ khuôn khổ giải đấu nào, từ giao hữu đến chính thức, những trận đấu có sự góp mặt giữa hai kỳ phùng địch thủ của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam-Thái Lan luôn nóng hơn bao giờ hết. Và trận đấu Việt Nam-Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng không phải là một ngoại lệ. Theo điều tra của phóng viên báo Thanh Niên, giá vé chợ đen để chứng kiến đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu vào ngày 19 tháng 11 đã được đẩy lên gấp 10 lần giá gốc. Và tùy vị trí chỗ ngồi mà giá vé từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng một cặp.